Trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Nghe trong lòng như cuồng quay, từng lời ngọt ngào mê say. Em cho hồn tôi mộng mơ, dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần, ngã từ đâu rơi xuống. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng tràn bóng hình em. Đừng vội đi, hãy đến bên anh này, để cho anh nhẹ nhàng ngắm nhìn em. Chỉ còn mỗi người thôi. Từ lâu anh luôn mong giấc mơ một tình yêu sẽ mang cho anh niềm hạnh phúc. Yeah, và giờ đây anh đã nhìn thấy em. Vậy thì hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên. Was that closer to you? Now my love is true. Come on. Và giờ đây anh đã nhìn thấy em. Vậy thì hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Thực ra phần trình diễn của em rất cũ, rất cũ. Nó tạo cho chị cảm giác rằng là chị đang xem những ca sĩ mà họ có sự khởi đầu từ cách đây 10 năm. Chị đã hy vọng rằng em đã có sáng tạo hơn ở trong cái phần giọng hát, nhưng mà chị không thấy. Và chị rất là tiếc. Chị rất là tiếc. Nhưng chị muốn thay đổi em. Chị thực sự muốn thay đổi em, chị muốn nhào nặn lại em. Bởi vì chị nhìn thấy sự khát khao trong phần trình diễn của em. Em bị đóng khung và chị muốn là người mà mở toang cánh cửa đấy để cho em có những cái tiếp thu mới. Và em có thay đổi được hay không thì đó lại là do tư duy của em. Chị cho em một cơ hội. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thực sự thì như em đã nói, với độ tuổi của em, em biết rằng là với các bạn thí sinh, em thực sự cũng đã quá già rồi. Thế nhưng mà em vẫn luôn luôn khát khao, bấy lâu nay em vẫn luôn khát khao tìm kiếm một con đường cho chính bản thân mình. Thế nhưng mà em vẫn đang rất là lạc lối. Và thực sự đến với giờ debut thì em cũng chỉ mong rằng em không có thể hiện cái bản thân em như thế nào cả. Em chỉ mong rằng là sẽ có được cơ hội để được khai phá bản thân, được thay đổi và được hoàn thiện hơn nữa. Và một lần nữa em cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Chị Linh. Chị Linh làm Tràm thấy hơi áp lực khi nhận xét. Và cả những lời bạn vừa nói. Thật ra khi mà bạn vừa bước ra với thần thái rất là tự tin, chưa hát và có những cái bước nhảy, thì Tràm thực sự là Tràm không thích. Tràm không thích. Tại vì bây giờ bạn tự tin quá rồi. Chúng tôi làm gì cho bạn bây giờ? Không có đâu. Nếu mà chị thấy thì em vẫn rất là non nớt và thực sự rất là buồn cười trên sân khấu. Chàm nghĩ là để có một điều mà chàm muốn khuyên bạn, điều duy nhất là mình phải biết tiết chế. Và với The Debut, các bạn vẫn có thể tự tin, nhưng mà tự tin một cách cầu thị. Chàm cảm giác là những điều mà bạn thể hiện hôm nay là kịch kim những điều bạn có thể làm rồi. Chàm không biết là và không chắc chắn là nó có thể hơn được nữa hay không. Với cái giọng hát như vậy và với phong cách này trong thời điểm này,
nếu bạn là người nghệ sĩ, bạn sẽ bị hòa tan. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Bạn sẽ cực kỳ là một người nghệ sĩ nhạt nhòa. Mà bạn biết không, sau này khi mà bạn không hát, bạn dừng lại thì cá tính của người nghệ sĩ là điều duy nhất đọng lại trong lòng khán giả. Và bây giờ tôi thấy bạn rất là nhạt nhòa, thì bạn nói gì để thuyết phục tôi? Em rất là khao khát có được một cái cơ hội để mà được đào tạo. Và nếu mà cái quá trình đào tạo đấy mà vẫn nhào nặn ra một cái Dương Thuận như ngày hôm nay, thì có lẽ là lúc đấy em sẽ biết là bản thân em sai. Bởi vì chúng tôi có thể giúp bạn tốt lên, hát tốt lên và nhảy tốt lên, nhưng chưa chắc chúng tôi đã khơi dậy được cá tính âm nhạc trong bạn. Cá tính âm nhạc phải là điều bạn tự bạn phải tìm ra được trong con người của mình. Bạn hiểu không? Khó quá. Tôi định không chọn bạn, nhưng sau khi nghe bạn thuyết phục bằng tất cả những cái đam mê của mình, tôi đồng ý, tôi chọn cho bạn một cơ hội. Chào anh Thuận. Thực sự thì là Phúc cũng đã có theo dõi hoặc cũng đã có biết anh ở một chương trình trước đây. Thì thực sự là mình, Phúc không hề thấy bất ngờ gì cả. Tại vì từ cái chương trình trước, một cái chương trình khác đến chương trình này, thực sự là với cái phần biểu diễn vừa rồi thì Phúc vẫn chưa tìm thấy được một cái gì độc đáo trong đó. Phúc cần thời gian cho sự suy nghĩ hả? Thực sự em rất là phân vân. Thế thì bây giờ Phúc nên dành cho mình một chút thời gian để tự chính mình suy nghĩ một chút, được không? Nhưng mà hình như là hai chị cho vào rồi thì là em cũng không làm gì đúng không? Em bị nhầm. Thực ra thì thế này Phúc ơi, anh nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có sai sót và bất kỳ ai cũng sẽ có một cơ hội để có thể chỉnh sửa những sai sót đấy. Là Thuận giải thích rất là nhiều, bạn chỉ cần làm thôi. Khi mà mình nói nhiều, mình đâu có nghe được người ta nói như thế nào đâu. Và khi bạn nói nhiều với thái độ tự tin như thế thì chúng tôi sẽ không biết làm gì với bạn. Nên hãy có một thái độ khác, kể cả lúc hát hay là lúc nói, hãy cầu thị hơn để phát triển. Em muốn là anh phải biết quý trọng những cái lần mà chúng ta xuất hiện hơn là cứ xuất hiện quá là nhiều. Thì khán giả xuất hiện ít nhưng quý vị khán giả sẽ nhớ chúng ta nhiều hơn là xuất hiện nhiều mà không động lại một cái gì trong quý vị khán giả. Nhưng em vẫn muốn cho anh một cơ hội để vào vòng sau, hy vọng là anh sẽ thay đổi. Phúc đồng ý. Một lời cảm ơn Phúc, em xin cảm ơn. Không biết là có phải là cái sự lựa chọn của chị đó đã gây tác động lên hai vị Rats còn lại không? Nhưng chị cần nhắc nhở em một vài câu. Thứ nhất là chúng tôi là những người làm nghề và dù em có thi cuộc thi nào thì khi em thi một cuộc thi tiếp theo, chúng tôi vẫn cứ biết em đã từng thi cuộc thi nào và em đã từng như thế nào. Và điều thứ hai là khán giả sẽ không bao giờ nghe em giải thích cả, họ chỉ nhìn hành động của em thôi. Và em đã 24 tuổi rồi, em sinh năm 1994, bây giờ họ đã là ngôi sao rồi. Và nói điều này không phải để em phải vội vàng và để em tỉnh táo và nhìn lại chính mình, bởi vì đôi khi chị thấy em còn chẳng hiểu bản thân mình. Điều đấy vô cùng là nguy hiểm. Và còn một vấn đề nữa mà lúc nãy em nói đến từ áp lực. Chị chỉ chia sẻ với em rằng nếu em muốn bước lên vị trí cao hơn thì chỉ có vấn đề là áp lực nó càng ngày càng nhiều hơn. Và nếu em càng thành công, áp lực càng đè nặng em hơn. Và thay vì chúng ta phải giải thích cho tất cả mọi người thì chứng minh bằng hành động. Và đây là câu chốt của chị dành cho em ngày hôm nay, em hãy chứng minh bằng hành động.